Shopping. Sau khi học xong bài học này, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn và từ vựng về các loại thực phẩm. 2. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm. 3. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm. 4. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm. 5. Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ hoặc siêu thị tuần trước và hiện tại. Vocabulary. Trong phần từ vựng, cô xin giới thiệu với các em một số từ chỉ món ăn thường gặp. Các em cũng nên ôn lại phần từ vựng bài 4 nhé. Bacon. Ham. Pork. Salmon. Marmalade. Porridge. Vermicelli. Spring roll. Dumplings. Fried egg. Grilled pork vermicelli. The difference between past simple and present perfect tense. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa thì quá khứ thường và thì hiện tại hoàn thành trong phần tiếp theo. Clue words to recognize the present perfect tense. Các từ chỉ thời gian thường dùng trong thì hiện tại hoàn thành. Just. Yet. Never. Ever. Already. So far. Up to now. Recently. Since. For. Clue words to recognize the simple past tense. Các từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ thường, như yesterday. Last week. A month ago. In 2012. Sự khác nhau trước tiên là ở cấu trúc câu, như sau. Present perfect. Subject plus have or has plus past participle. I have studied. You have studied. He has studied. We have studied. You have studied. They have studied. Past simple. Subject plus past simple. I studied. You studied. He studied. We studied. You studied. They studied. Present perfect. Subject plus have or has plus not plus past participle. I haven't studied. You haven't studied. He hasn't studied. We haven't studied. You haven't studied. They haven't studied. Past simple. Subject plus did plus not plus past simple. I didn't studied. You didn't studied. He, she, it didn't studied. We didn't studied. You didn't studied. They didn't studied. Present perfect. Have or has plus subject plus past participle? Have I studied? Have you studied? Has he studied? Have we studied? Have you studied? Have they studied? Past simple. Did plus subject plus past simple? Did I studied? Did you studied? Did he, she, it studied? Did we studied? Did you studied? Did they studied?
Present perfect refers to unfinished actions that started in the past and continue to the present. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động chưa hoàn thành. Hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại. Past simple refers to finished actions. The action started in the past, finished in the past, and is not continuing now. Quá khứ đơn diễn tả hành động đã hoàn thành. Hành động bắt đầu trong quá khứ, kết thúc trong quá khứ và không tiếp tục ở hiện tại. Kate has lived in London for 3 years. She is still living in London. Kate đã sống ở London được 3 năm. Hiện tại cô ấy vẫn sống ở London. Kate lived in London for 3 years, but then she moved to Paris. She no longer lives in London. Kate sống ở London được 3 năm, nhưng sau đó cô ấy chuyển đến Paris. Cô ấy không còn sống ở London nữa. Present perfect refers to a finished action in someone's life when the person is still alive. Hiện tại hoàn thành miêu tả một hành động hoàn thành trong cuộc sống của một ai đó. Trải nghiệm của người đó khi người còn sống, dự báo hành động đó có thể vẫn còn xảy ra thêm những lần khác nữa. Past simple refers to a finished action in someone's life when the person is dead. Quá khứ đơn miêu tả một hành động đã hoàn thành trong cuộc đời của ai đó, khi người đó không còn sống nữa, thì... My sister is a writer. She has written many books. She still writes more books. Chị tôi là một nhà văn. Chị ấy đã viết nhiều sách. Chị ấy vẫn sẽ tiếp tục viết nhiều cuốn sách nữa. Shakespeare wrote many plays. Shakespeare đã viết nhiều vở kịch. Present perfect refers to a finished action with a result in the present. Hiện tại hoàn thành miêu tả một hành động đã hoàn thành với kết quả ở hiện tại. I've lost my keys. The result is that I can't get into my house now. Tôi mất chìa khóa. Kết quả là bây giờ tôi không thể vào nhà. Past simple refers to a finished action with no result in the present. Quá khứ đơn miêu tả một hành động đã hoàn thành mà không đề cập kết quả trong hiện tại. I lost my keys yesterday. It was terrible. I got new keys yesterday. I found my keys. Tôi đã mất chìa khóa ngày hôm qua. Thật tồi tệ. Tôi đã đánh chìa khóa mới ngày hôm qua. Hoặc, tôi đã tìm thấy chìa khóa của mình. Present perfect refers to actions with an unfinished time word, this week, this month, today. Hiện tại hoàn thành miêu tả các hành động đi cùng với một từ chỉ thời gian chưa hoàn thành, chẳng hạn như hôm nay, tháng này, tuần này. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa hết ngày, chưa hết tuần hoặc chưa hết tháng. Meg has run 2 marathons this year. Meg đã tham gia chạy 2 kỳ marathon trong năm nay. Chúng ta đều biết rằng Meg đã bắt đầu tham gia chạy marathon trong năm nay. Tuy nhiên còn chưa hết năm, nên có thể cô ấy còn tiếp tục tham gia các giải khác nữa, đúng không? Past simple refers to actions with a finished time word, last week, last month, yesterday. Quá khứ đơn miêu tả các hành động cùng với một từ thời gian đã kết thúc, tuần trước, tháng trước, ngày hôm qua. Meg ran 2 marathons last year. Meg đã tham gia chạy 2 kỳ marathon năm ngoái. Cả thời gian và hành động đều đã kết thúc trong năm ngoái rồi. Have you ever eaten dumplings? Yes. I have. I ate dumpling last spring. It was quite good. Bạn đã bao giờ ăn sủi cảo chưa? Mình đã từng ăn sủi cảo rồi. Mình ăn hồi mùa xuân năm ngoái. Khá là ngon. Have you ever eaten salmon? Yes, I have. I ate it with my friends. It was really good. Bạn đã bao giờ ăn cá hồi chưa? Tớ ăn rồi. Tớ ăn cùng bạn bè. Nó thực sự ngon đấy. Have you ever eaten spring rolls? No, I haven't. A spring roll's eaten hot or cold? Hot is the best.
I ate them at my Vietnamese friend's birthday party. Bạn đã bao giờ ăn nem chưa? Tớ chưa. Chả nem ăn nóng hay lạnh? Ăn nóng là ngon nhất. Tớ được ăn nem trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn Việt Nam. Have you ever drunk wine? Yes, I have. I drank some wine at my brother's wedding party. Bạn đã bao giờ uống rượu chưa? Tớ uống rồi. Tớ uống một ít rượu trong tiệc cưới của anh trai tớ. Have you ever drunk beer from a shoe? No, I haven't. Yucky. Bạn đã bao giờ uống bia từ một chiếc giày chưa? Chưa. Eo, khiếp. Did you ever drink and drive? No. If I know I need to drive, or even think I might need to drive, I do not touch alcohol at all. It is just not worth the risk. Bạn đã bao giờ uống rượu rồi lái xe chưa? Không. Nếu tôi biết tôi cần lái xe, hoặc thậm chí nghĩ rằng tôi có thể cần lái xe, tôi hoàn toàn không chạm vào rượu. Nó thật không đáng để mạo hiểm. Shopping topic. Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời thường gặp trong các cuộc trò chuyện về chủ đề mua sắm. Mời các bạn cùng tham khảo. Do you enjoy shopping? Bạn có thích mua sắm không? Well, I love shopping because spending time on some of my favorite and essential things makes me feel happy. Tôi thích mua sắm vì dành thời gian cho một số thứ mình yêu thích và thiết yếu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. I like to go shopping with my friends. Sometimes, I don't buy anything and just go round and round shopping malls. Tôi thích đi mua sắm với bạn bè của tôi. Thỉnh thoảng, tôi không mua bất cứ thứ gì và chỉ đi vòng quanh các quầy hàng. Do you often go shopping for personal items? Bạn có thường đi mua sắm các vật dụng cá nhân không? When I can afford it, yes, my college is in the city center and I do a lot of window shopping. However, I'm on a tight budget because I'm still a student, so I have to be careful with money. Chỉ khi tôi có đủ khả năng chi trả thôi. Trường tôi ở trung tâm thành phố và tôi đi ngắm là chính. Tôi vẫn còn là một sinh viên, tiền bạc còn eo hẹp nên tôi phải cẩn thận trong chi tiêu. How often do you go shopping? Bao lâu bạn mới đi mua sắm một lần? Almost every weekend, but usually, I don't plan in advance. I'm a very spontaneous person and my shopping habit reflects that perfectly. There are so many times when I just walked past a nice dress in a store and decided that I had to have it, so I bought it without a second thought. Hầu như mỗi cuối tuần, nhưng thông thường, tôi không lên kế hoạch trước. Tôi là một người rất tự phát, và thói quen mua sắm của tôi phản ánh điều đó một cách hoàn hảo. Đã có rất nhiều lần tôi chỉ đi ngang qua một chiếc váy đẹp trong cửa hàng, và quyết định rằng tôi phải có nó nên tôi đã mua nó mà không cần suy nghĩ một. Are there many shops where you live? Ở nơi bạn sống có nhiều cửa hàng không? We've got many local shops nearby and many of them are the big high street names. Chúng tôi có nhiều cửa hàng gần đó và nhiều trong số đó là những tên tuổi lớn. How do you feel about shopping? Bạn cảm thấy thế nào về việc mua sắm? Well, for me, shopping is a soothing and relaxing experience. It is about buying some essential groceries or maybe spending spree sometimes. But I would like to mention that I mostly shop for clothes. Đối với tôi, mua sắm là một trải nghiệm nhẹ nhàng và thư giãn. Đôi khi là việc mua một số thứ thiết yếu ở cửa hàng tạp hóa, hoặc đôi khi có thể chi tiêu ăn uống. Nhưng, tôi muốn nói rằng tôi chủ yếu vẫn là mua sắm quần áo. What do you shop for? Bạn thường hay mua sắm gì? Most of the time, I buy clothes. I get bored easily so I always want to see a new me every day. That's why I buy a lot of clothes so I never have to wear the same outfit for a whole month. Hầu hết thời gian, tôi mua quần áo. Tôi nhanh chán vì vậy tôi luôn muốn thấy mình mới mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi mua rất nhiều quần áo, để tôi không bao giờ phải mặc trang phục giống nhau trong cả tháng. Where do you usually shop? Bạn thường mua sắm ở đâu? I don't have any certain place to shop at. Well, I did when I was at home. I always went to market to shop for clothes.
Their clothes are not high quality. But here, my college is in the center of a dynamic city. I can buy whatever I like. Tôi không mua sắm cố định ở một cửa hàng nào. Vâng, tôi đã làm thế khi tôi ở nhà. Tôi luôn đi chợ để mua sắm quần áo. Quần áo của họ chất lượng không cao. Nhưng ở đây, trường tôi nằm ở trung tâm của một thành phố năng động. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi thích. Is shopping a popular activity in your country? Mua sắm có phải là một hoạt động phổ biến ở quốc gia bạn? Yes, it's very popular. Weekends are the busiest shopping days of the week, and lots of people treat shopping as a kind of leisure activity, rather than something practical. Vâng, nó rất phổ biến. Cuối tuần là những ngày mua sắm bận rộn nhất trong tuần, và rất nhiều người coi việc mua sắm là một loại hoạt động giải trí, thay vì là một việc gì đó thiết thực hơn. What was the most recent thing you bought? Thứ gần đây nhất bạn mua là gì? I bought a pair of shoes last weekend. I tried to shop around to see if I could pick up a bargain. This was in the middle of the summer sales and wherever you went prices were being slashed on big. Being a student I'm on a tight budget so I have to be careful with buying things of brand names. Tôi đã mua một đôi giày vào cuối tuần trước. Tôi đã đi vòng vòng để xem liệu tôi có thể nhận được một món hời không. Lúc đó đang giữa mùa hè và bất cứ nơi nào giá cả hàng hóa đều giảm mạnh. Là một sinh viên, tiền bạc eo hẹp nên tôi phải cẩn thận với việc mua những thứ có thương hiệu. Who does most of the shopping in your household? Ai thực hiện hầu hết việc mua sắm trong gia đình bạn? There isn't one person who does most of the shopping. I'd say it's a shared responsibility because we tend to go shopping together as a family. Không có ai thực hiện hầu hết việc mua sắm cả. Tôi muốn nói đó là trách nhiệm chung. Vì gia đình tôi có xu hướng đi mua sắm. Do you shop online? Bạn có mua hàng trực tuyến không? Currently, I do all of my shopping at Big C, but in the future, I would like to buy things through e-commerce. Online shopping is convenient because people can do it anywhere at any time. Hiện tại, tôi thực hiện tất cả việc mua sắm tại Big C. Nhưng trong tương lai, tôi muốn mua đồ thông qua các trang thương mại điện tử. Mua sắm trực tuyến thuận tiện vì mọi người có thể làm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Để giúp các bạn hoàn thành bài viết kể về một buổi đi chợ, cô đưa ra một số câu hỏi gợi ý, chúc các bạn có bài viết tốt. Where do you live? How often do you do shopping? When did you do your last shopping? With whom, where? What did you buy, for whom? What did you think of the quality? The price? When did you go home?